Chào mừng các bạn đã đến với kênh học tiếng Hà Lan cùng với Kathy. Xin chào các bạn. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học về bài Bạn đi bằng gì đến trường? Hoe ga je naar school? Vervoermiddelen. Có nghĩa là các phương tiện lưu thông hoặc là các phương tiện giao thông. Hoe ga je naar school? Hoe ga je naar school? Hoe là từ để hỏi, là như thế nào. Ga là động từ gaan, do chia theo chủ ngữ je cho nên là ga je. Naar school là đến trường. Như vậy câu này ý muốn nói là bạn đi bằng gì đến trường? Ik ga met de trein. Ik ga met de trein. Ik ga là tôi đi. Met the train là với chuyến tàu. Như vậy là tôi đi tàu. Hoe gaat u naar Schiphol? Hoe gaat u naar Schiphol? Bạn đi bằng gì naar Schiphol? Ik neem de metro. Ik neem de metro. Tôi đi tàu điện ngầm. Hoe gaan jullie naar het centrum? Hoe gaan jullie naar het centrum? Các bạn đi ra trung tâm bằng gì vậy? We gaan met de auto. We gaan met de auto. Chúng tôi đi bằng xe ô tô. Như vậy khi các bạn được hỏi rằng các bạn đi bằng gì đến một nơi nào đó thì các bạn có thể trả lời với cấu trúc là Ik ga met, sau đó là phương tiện giao thông hoặc là Ik neem. Hoe ga je naar de supermarkt? Hoe ga je naar de supermarkt? Bạn đi bằng gì ra siêu thị? Hoe gaat u terug naar huis? Hoe gaat u terug naar huis? Terug naar huis có nghĩa là quay trở về nhà. Như vậy câu này có nghĩa là bạn đi về nhà bằng gì vậy? Hoe gaan jullie naar het centrum? Hoe gaan jullie naar het centrum? Các bạn đi ra trung tâm bằng gì vậy? Và nếu các bạn muốn trả lời rằng tôi đi bộ thì các bạn có thể nói như sau. Ik ga te voet. Ik ga te voet. Hoặc là ik ga lopend. Ik ga lopend. De trein. De trein. Het vliegtuig. Het vliegtuig. De bus. De bus. De motor. De motor. De tram. De tram. De boot. De boot. Het schip. De schepen. Het schip. De schepen. Các bạn chú ý, het schip là cái tàu số ít. Còn de schepen có nghĩa là cái tàu số nhiều. De taxi. De taxi. Và sau đây là các từ liên quan đến xe máy. Chúng ta sẽ có 3 từ khác nhau. De scooter. De scooter. De brommer. De bromfiets. Cái xe Brommer hoặc là Bromfiets này thì nó có thể chạy tối đa 45 km/h và thông thường nó có biển số màu vàng và bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi điều khiển chiếc xe này. Chúng ta còn có một phiên bản khác nhẹ hơn so với phiên bản này, đó là The Snorfiets. The Snorfiets. Chiếc xe này thì chỉ được chạy tối đa 25 km/h thôi và nó sẽ có biển số màu xanh và nón bảo hiểm thì không bắt buộc. Reistijd. Reistijd. Thời gian lưu thông. Nếu bạn muốn hỏi thời gian đi mất bao lâu thì bạn có thể hỏi như sau. Hoe lang duurt de reis? Hoe lang duurt de reis?
Hoe lang duurt dat? Hoe lang duurt dat? Hoe lang bent u onderweg? Hoe lang bent u onderweg? Bạn có thể trả lời rằng De reis duurt 5 minuten. De reis duurt 5 minuten. Đại khái là đi mất 5 phút duurt là từ động từ nguyên mẫu duren có nghĩa là mất bao lâu. Dat duurt 20 minuten. Dat duurt 20 minuten. Chuyến đi mất khoảng 20 phút. Ik ben een half uur onderweg. Ik ben een half uur onderweg. Onderweg có nghĩa là bạn đang trên đường, đi đến đâu đó. Như vậy ở đây là mình đi mất nửa tiếng. Vervoermiddelen en reistijd. Vervoermiddelen en reistijd. Sau đây chúng ta sẽ thực hành về các phương tiện lưu thông và thời gian lưu thông. Hoe gaat u van hier naar Rotterdam? Hoe gaat u van hier naar Rotterdam? Câu này ý muốn hỏi rằng bạn đi bằng gì từ đây ra Rotterdam? Van hier có nghĩa là từ đây. Bạn có thể trả lời rằng Ik ga met de trein. Ik ga met de trein. Mình đi bằng xe lửa. Hai. Hoe komt u naar de cursus? Hoe komt u naar de cursus? Bạn đi học bằng gì vậy? Kom naar de cursus là đến lớp học. Bạn có thể trả lời rằng Ik kom met de fiets. Ik kom met de fiets. Mình đi bằng xe đạp. Mình đến lớp bằng xe đạp. Ba. Hoe ga je terug naar huis? Hoe ga je terug naar huis? Bạn đi về nhà bằng gì vậy? Ik ga te voet. Ik ga te voet. Mình đi bộ. Hoe ga jij boodschappen doen? Hoe ga jij boodschappen doen? Boodschappen doen có nghĩa là bạn đi mua đồ, những cái đồ thiết yếu cho cuộc sống, giống như là đồ ăn, đồ uống chẳng hạn. Vậy câu này ý muốn hỏi rằng bạn đi mua đồ bằng gì vậy? Ik ga met de auto. Ik ga met de auto. Mình đi bằng xe ô tô. Hoe gaan jullie naar het station? Hoe gaan jullie naar het station? Các bạn đi ra bến tàu hoặc là bến xe bằng gì vậy? Wij gaan lopend. Wij gaan lopend. Bọn mình đi bộ. 6. Hoe reis je van hier naar Parijs? Hoe lang duurt dat? Hoe reis je van hier naar Parijs? Hoe lang duurt dat? Bạn đi bằng gì sang Paris vậy? Và bạn đi mất bao lâu? Ik neem de trein. Dat duurt ongeveer 6 uur. Ik neem de trein. Dat duurt ongeveer 6 uur. Mình đi xe lửa. Đi mất khoảng 6 tiếng. Ongeveer là khoảng. 7. Hoe gaan jullie van hier naar New York? Hoe gaan jullie van hier naar New York? Các bạn đi New York bằng gì vậy? Wij gaan vliegen. Wij gaan met het vliegtuig. Bọn mình đi bằng máy bay. Có hai cách nói. Các bạn có thể nói rằng wij gaan vliegen hoặc là wij gaan met het vliegtuig. 8. Hoe reist u van uw land naar Nederland? Hoe lang duurt dat? Hoe reist u van uw land naar Nederland? Hoe lang duurt dat? Là bà hoặc là ông đi bằng gì từ đất nước của bà sang Hà Lan vậy? Và đi mất khoảng bao lâu? Ik ga met het vliegtuig. Dat duurt ongeveer 14 uur. Ik ga met het vliegtuig. Dat duurt ongeveer 14 uur. Tôi đi bằng máy bay. Đi mất khoảng 14 tiếng. 9.
Hoe reizen jullie van hier naar Londen? Hoe reizen jullie van hier naar Londen? Các bạn đi từ đây sang London bằng gì vậy? Wij nemen de trein. Wij nemen de trein. Bọn mình đi bằng xe lửa. Gaan jullie dit jaar op vakantie? Hoe reizen jullie dan? Gaan jullie dit jaar op vakantie? Hoe reizen jullie dan? Năm nay các bạn có đi nghỉ không? Và các bạn sẽ đi bằng gì? Jazeker, wij gaan naar Italië met de auto. Jazeker, wij gaan naar Italië met de auto. Tất nhiên rồi, bọn mình sẽ lái ô tô sang Ý. Như vậy là chúng ta vừa xong bài về các phương tiện lưu thông và thời gian lưu thông. Hy vọng sau bài này các bạn đã có thể nắm vững về các phương tiện lưu thông khác nhau và thời gian lưu thông trong tiếng Hà Lan nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi bài học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học tiếp theo. Tot de volgende keer. Nếu các bạn cảm thấy video của mình có thể giúp ích cho việc học tiếng Hà Lan của các bạn, thì hãy nhớ bấm nút like video nhé. Ngoài ra, các bạn cũng có thể đăng ký kênh YouTube của mình để có thể thường xuyên nhận thêm những video mới. Chúc các bạn thật nhiều thành công trong việc học tiếng Hà Lan. Success!